Mình khuyên các bạn là khi mà các bạn chơi FPV mà mid-range tốt nhất vẫn là TPS nha các bạn. Và VTX thì hiện tại mình đang bay AKK 1200 nhưng mà mình thấy nó khá là nhiễu. Mình đi tầm khoảng 400-500m là nó hơi bị nhiễu, giống như kiểu như là nó mất hình tạm thời á. Nên hôm ra là AKK thì mình không biết như thế nào nhưng mà mình thấy cũng không ổn lắm. Rồi khi mà mình xuyên qua tường hay là xuyên qua gì đó thì bụi cây rồi nỏ thì nó nhiễu hơn rất là nhiều so với TPS. Đúng là tiền nào của đó. Còn anten thì hiện tại mình đang chơi cái iFly, Pagoda iFly. Thì mình thấy cái anten này bay khá ổn. Nói chung là hôm qua, hôm nay, hôm kia là mình bay cũng khá là nhiều map. Thì mình thấy cái anten này bay cũng rất là ok các bạn. Giá này nó cũng không có mắc đâu, tầm khoảng 100+ thôi thì mình thấy ok á. Cam nói chung là TX thì mình nghĩ là các bạn nên chơi TPS ha. Bây giờ nếu bạn có điều kiện các bạn chơi luôn cái bộ này này, bộ full này đó. Và anten thì các bạn chơi dòng anten Diamond nha, giống như cái cây này thì chắc có mình xài ở Việt Nam à. Thì cây này nó cũng của thằng Mushroom đó các bạn. Thì cái cây này á, nó có hai tính năng là long range và omi. Các bạn bay trong tầm khoảng 1 cây số thì các bạn để omi các bạn bay ha. Thì omi nó theo cái dạng mà trái táo, còn long range mode là nó đi theo cái dạng mà như là cái chảo á. Thì khi mà các bạn bay trước mắt thì các bạn chơi long range, còn các bạn bay phạm vi tầm 1 cây thì các bạn chơi omi là ok rồi, bởi vì omi các bạn bay cao nó vẫn sóng nó vẫn tốt. Còn long range là nó chỉ bay trước mặt thôi nhé các bạn, bay sau thì sóng nó khá là yếu. Rồi còn về kính thì kính thì nói chung là kính nào cũng được, nhưng cái bộ module để các bạn chơi á, thì mình đang chơi QD4. Mình thấy là mình bay mấy hôm nay mình bay rừng rú đồ này nó rất là ổn luôn, có nghĩa là sóng nó tốt. Và thêm cái cặp anten này nữa thì thôi rồi, nói chung là bộ này bay trong tầm khoảng 3-4 cây là mình nghĩ là rất là ok, mà nó gọn nhẹ. Và đặc biệt là QD4 này thì giá bây giờ nó khá tốt luôn các bạn. Nếu mà các bạn mua ở đâu không nói, nhưng mà nếu mà các bạn mua bên mình á thì giá nó tầm khoảng 1,2 triệu một cái module này thôi. Quá rẻ cho một cái module chất lượng. Thì các bạn có thể mua module này về các bạn đổ vô cái kính hộp hay là bất kỳ một kính gì đó để các bạn chơi, thì mình nghĩ nó rất là ổn luôn. Thì đây là một cái bộ FPV mà mình đang bay long range. Thì các bạn cũng biết là bay long range thì cũng hên xui lắm, nhiều khi đồ đại thôi, nhưng mà đồ điện mà điện tử mà không có thể nào mà nói trước được. Nên là mình chỉ show cho các bạn coi là cái bộ của mình thôi ha. Còn tùy các bạn muốn chọn lựa như thế nào thì chọn, nhưng mà trên thực tế thì mình thấy cái này là very good. Thứ nhất về kính thì kính nào cũng được, nhưng mà module thì mình đánh giá là mình đã chơi khá là nhiều module rồi, Relax, Lafort và QD, thì mình cảm nhận là QD nó đỉnh hơn nhiều các bạn, mà giá nó lại tốt hơn. Rồi anten thì thực ra thì cái bộ này nó cũng ok đấy. Còn các bạn mà muốn chơi tốt, các bạn chơi bộ DPI cao hơn để nó có thể nó đi xa hơn, nó nhận sóng tốt hơn nha. Rồi về điều khiển thì vẫn là TPS nha các bạn. Con quad thì tùy các bạn thôi ha, build cấu hình gì cũng được nhưng mà nhẹ xíu. Và RX thì vẫn là TPS và VTX thì có điều kiện các bạn chơi Unify. Còn nếu mà không có điều kiện như mình á, các bạn chơi AKK. Good. AKK thì giá giờ nó tầm khoảng 400+ thôi. Nhưng mà con này bay trong tầm 2-3 cây thì ổn. Rồi. Ngoài ra thì các bạn có thể chơi cái shop mount này. Đây là một cái shop mount mà mình đang xài, mình thấy khá là ổn luôn. Đó. Thì cái shop mount này mình đang bay, mình thấy là hình ảnh nó ra nó đỡ rung rất nhiều, bởi vì cái cánh của mình nó cũng méo và nó cũng bị xích. Nhưng mà khi mà mình bay thì mình xuất video ra thì mình thấy rất là ổn. Rồi, cảm ơn các bạn đã
quan tâm theo dõi thì đây là một trong những cái gợi ý của mình để các bạn có thể bay, các bạn có thể build để bay ha. Và đặc biệt là những bạn mà thích bay cao bay xa như mình, bởi vì thực sự luôn là chỉ có đi xa và đi những cái chỗ vắng vẻ thì mình mới tự tin mình bay, bởi vì nó rất là thoải mái. Còn ở trong thành phố thì nó hơi hạn chế chút xíu, thì chơi mấy con bờ in là ổn. Rồi, cảm ơn các bạn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình về Sài Gòn.